Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay ngày 11 tháng 7, ngày dân số thế giới, tôi là Phan Anh. Còn tôi là Đan Lê, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Các bác sĩ nam học cảnh báo chất lượng tinh trùng của đàn ông Việt đang suy giảm và đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vô sinh nam. Chuyện tối nay là những tâm sự xung quanh việc nên sinh nhiều hay sinh ít con và những ý kiến về nhận định phụ nữ Việt Nam đang ngày càng lười đẻ. Điểm lại những lần những người sử dụng Facebook bị kiện vì lan truyền thông tin giả mạo chưa được xác thực. Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Mỗi phút trôi qua, hành tinh của chúng ta lại chào đón thêm hàng trăm đứa trẻ đáng yêu ra đời. Mỗi đứa trẻ là một món quà và cũng là một công dân đặc biệt của thế giới. Tuy nhiên, có những đứa trẻ chào đời vào những thời khắc đặc biệt hơn khi trở thành người đại diện tượng trưng cho công dân toàn cầu. Đó là những công dân thứ 5 tỷ, 6 tỷ và 7 tỷ của thế giới. Vậy họ là ai? Hãy cùng theo chân chúng tôi tới gặp những người đặc biệt này. Cách đây 30 năm, vào ngày 11 tháng 7 năm 1987, bé trai người Croatia Matesti Kapa đã chào đời và được chọn làm công dân thứ 5 tỷ của thế giới. Và để kỷ niệm mốc đáng nhớ về dân số thế giới này, tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển năm 1989, Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày sinh của Matesti để kỷ niệm ngày dân số thế giới. Chỉ 12 năm sau đó, vào năm 1999, dân số thế giới đã tiếp tục đạt tới một cột mốc đáng nhớ khác, đó là 6 tỷ người. Chỉ mới 2 ngày tuổi, cậu bé Anan Nevic người Bosnia đã được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc ấy là ông Kofi Annan đến thăm tại bệnh viện và tuyên bố cậu được chọn là công dân thứ 6 tỷ của thế giới. Hiện tại Annan đã là một chàng trai 18 tuổi, nhưng cuộc sống của cậu bé đã trải qua những ngày tháng khá khó khăn. Cách đây 6 năm, thế giới tiếp tục chào đón thêm một công dân đặc biệt khác, công dân thứ 7 tỷ. Vào năm 2011, công dân thứ 7 tỷ của thế giới được sinh ra tại bệnh viện nhà nước đông đúc tại Philippines, cân nặng là 2,5 kg. Danica May Amacho là một trong vài đứa trẻ được Liên Hợp Quốc chọn làm đại diện hiện tượng trưng cho cột mốc dân số toàn cầu. Được biết, gia đình Danica cũng đã nhận được một học bổng tài trợ cho việc học hành của bé từ những người hảo tâm và một ít tiền để giúp đỡ họ mở cửa hàng. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc đã từng vấp phải nhiều chỉ trích khi bị cho rằng đã lãng quên những công dân đặc biệt này sau khi chọn lựa để họ đánh dấu các mốc phát triển đặc biệt của dân số thế giới. Sau khi lắng nghe những thông tin vừa rồi, hẳn nhiều người sẽ băn khoăn là không biết làm thế nào để người ta có thể xác định đứa trẻ nào sẽ là công dân thứ 6 tỷ, 7 tỷ hay tới đây là 8 tỷ. Và câu trả lời là không thể nào xác định chính xác, bởi vì chính Liên Hợp Quốc cũng khẳng định ngay cả những thống kê dân số tốt nhất thì cũng không tránh khỏi sai sót. Và trên thực tế, thời gian dân số thế giới đạt 6 tỷ người, 7 tỷ người hay 8 tỷ người chỉ mang tính biểu tượng mà thôi, tức là các công dân thứ 6 tỷ, 7 tỷ cũng chỉ mang tính biểu tượng. Vâng, một thông tin cũng đáng quan tâm trong ngày hôm nay, đó là dân số thế giới theo số thống kê của các bệnh viện phụ sản lớn ở nước ta hiện nay. Trong các ca hiếm muộn thì nguyên nhân vô sinh nam chiếm tới 40%, vô sinh nữ chiếm 40%, cả nam và nữ là 10% không rõ nguyên nhân và 10%. Riêng đối với nam giới, các bác sĩ nam học cảnh báo chất lượng tinh trùng của đàn ông Việt đang suy giảm và đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vô sinh nam. Trong quá trình chuyên môn, điều mà các bác sĩ lo ngại nhất đó là chất lượng tinh trùng nam giới đến khám ngày càng suy giảm, cả về số lượng và chất lượng, dù mới chỉ là khám sàng lọc ban đầu, thậm chí có trường hợp không có tinh trùng trong tinh dịch. Theo các bác sĩ, ở những thập kỷ cuối của thế kỷ trước, mật độ tinh trùng của nam giới trung bình là 150 đến 180 triệu con trên 1 ml. Gần đây, số người có lượng tinh trùng trên 100 triệu con trên 1 ml là rất hiếm. Các chuyên gia cho biết nếu mật độ tinh trùng của nam giới đạt trên 100 triệu con 1 ml là chất lượng tốt và đạt từ 60 triệu đến 100 triệu con là trung bình. Dưới 40 triệu con trên 1 ml là ít tinh trùng và khó có khả năng thụ thai. Cùng với đó, xuất tinh chỉ đạt dưới 2 ml tinh dịch thì là xuất tinh ít. Không chỉ ít về số lượng, chất lượng tinh trùng của nam giới cũng đang yếu đi. Đó là tỷ lệ tinh trùng nằm im nhiều, những con chuyển động thẳng, nhanh vút như tên bắn ít. Việc khám xét nghiệm tinh trùng rất đơn giản, nam giới có thể đến các phòng khám chuyên khoa hoặc các bệnh viện để kiểm tra. Đây là một thực trạng đáng tiếc và khi
Hỏi các chuyên gia thì chúng tôi nhận thấy rằng là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng nam giới tinh trùng yếu và thiếu, ví dụ như là tinh hoàn ẩn hoặc lạc chỗ, rồi các bệnh nhiễm khuẩn hoặc do virus như là quai bị, đậu mùa, thủy đậu, giang mai cũng có thể làm cho teo hoặc hoại tử tinh hoàn, cũng khiến cho tinh trùng thiếu và yếu. Một chế độ ăn uống không hợp lý kéo dài cũng sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng làm bố của những người đàn ông. Ngoài ra, nếu nam giới mắc các bệnh đau dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường thì việc dùng thuốc chữa các bệnh này cũng làm giảm sút năng lực tinh dục tinh trùng và giảm sinh tinh. Cùng với đó, thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân khiến tinh trùng nam giới yếu và thiếu. Vâng, và nghe những thông tin như vậy thì chắc hẳn rất là nhiều người sẽ cảm thấy lo ngại trước những thông tin này. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu một thông tin khác. Chắc hẳn nhiều người khi là nghe thông tin về tinh trùng yếu thì cảm thấy lo lắng, và chúng tôi có nhận được một thông tin về tuổi tác cũng ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Nhiều bác sĩ đã từng cảnh báo không nên sinh con quá muộn, tuy nhiên có thật sự cứ nhiều tuổi thì không nên có con hay không? Thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ sau đây với quý vị chắc hẳn sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Anh thuộc Đại học King mới được đăng tải trên tạp chí Jenaissance Psychiatry, những người đàn ông càng nhiều tuổi sẽ càng dễ sinh con trai thông minh. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu với 15.000 cặp song sinh ở Anh. Theo đó, một cuộc thi trực tuyến cũng đã được tổ chức để đánh giá trí tuệ, khả năng tập trung và mức độ hòa nhập xã hội cùng nhiều chỉ số khác của những đứa trẻ này. Dựa vào thông tin được khai từ những đứa trẻ và cả phụ huynh, các chuyên gia nhận thấy những cặp song sinh có cha lớn tuổi thường thông minh và có khả năng tập trung vào đam mê cao hơn so với những trẻ khác. Tuy nhiên, khả năng giao tiếp, tương tác xã hội của chúng lại thấp hơn, hay có thể nói chúng rất dễ bị tự kỷ hoặc hơi lập dị. Nhóm nghiên cứu dự đoán một số gen quy định khả năng tư duy và chứng tự kỷ có thể chồng lấn lên nhau, bởi nhiều nghiên cứu gần đây chứng minh những gen gây chứng tự kỷ cũng chính là những gen làm tăng chỉ số thông minh. Như vậy là các chuyên gia trong lĩnh vực nam học của Đại học Northwestern ở Mỹ đã khẳng định tuổi tác nam giới không còn là một mối lo ngại trong việc sinh đẻ nữa. Đa số người cha lớn tuổi không có vấn đề về khả năng sinh sản và trẻ sinh ra cũng không có vấn đề về thể chất hoặc sự phát triển khác biệt nào. Và nguyên nhân là do phụ nữ sinh ra đã sở hữu buồng trứng cố định, nhưng đàn ông thì lại có nhà máy sản xuất tinh trùng hoạt động trong suốt cuộc đời của họ mà không sao hết. Không phải như vậy mà các đấng mày râu có thể vui mừng và thoải mái yên tâm về khả năng sinh con của mình mà trì hoãn thời gian làm bố. Bởi sau tuổi 30, một số cơ quan trong cơ thể của họ sẽ hạn chế, không còn khỏe mạnh như ban đầu. Nguyên nhân có thể là do việc tiếp xúc với những thứ như bức xạ, chất độc môi trường và cả sự lão hóa nữa. Ngoài ra, khi đàn ông có nhiều tuổi, cơ thể bắt đầu có xu hướng sản xuất ra tinh trùng bị khiếm khuyết, dị dạng, trong đó chứa đột biến ADN có thể gây hại của trẻ sơ sinh. Cụ thể là ở độ tuổi 80, lượng đột biến ADN sẽ tăng gấp 8 lần. Vì thế mà lời khuyên vẫn là nam giới nên sinh con trước 40 tuổi. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vừa bị người nhà bệnh nhân phản ánh không cấp cứu bệnh nhân trong đêm. Thậm chí người nhà điện thoại nhiều lần nhưng vẫn không nghe máy. Trả lời cho phản ánh này, giám đốc trung tâm cho biết lý do là xe cấp cứu đi lạc. Vâng, chúng tôi nhấn mạnh là đi lạc dù nhà của bệnh nhân nằm trên một con đường rất lớn của thủ đô Hà Nội. Mới đây trên mạng xã hội, chủ một tài khoản Facebook phản ánh lúc 3 giờ 40 phút ngày 9 tháng 7, người nhà bị cảm ngất xỉu nên đã cho gọi trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Nhân viên trực máy sau khi hỏi địa chỉ chi tiết thì cho biết ít phút nữa sẽ có xe cấp cứu đến. Tuy nhiên, sau 15 phút chờ đợi, gia đình không thấy xe cấp cứu tới. Gia đình tiếp tục gọi thêm 4 cuộc điện thoại nhưng vẫn không thấy người của trung tâm 115 nghe máy. Chủ tài khoản Facebook này cũng tỏ ra bức xúc khi giữa đêm khuya, gia đình rất bấn loạn đã cầu cứu 115 nhưng rồi phải nhờ người thân giúp đỡ để đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Giải thích về sự việc này, bác sĩ Nguyễn Thành, giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, sau một hồi di chuyển, thay vì đến địa chỉ như gia đình bệnh nhân cung cấp ở đường Hoàng Quốc Việt, nhóm cấp cứu đã đi nhầm đường đến số nhà 181 đường Phạm Văn Đồng nên không đón được bệnh nhân. Ông Thành cũng cho biết hôm nay, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã họp và có hình thức kỷ luật đối với kiếp trực cấp cứu ngày hôm đó. Chúng tôi xin được nói thêm là Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Đồng là hai con đường lớn ở khu vực Cầu Giấy. Hai con đường này vuông góc với nhau và rất khó chấp nhận lý do xe cấp cứu không đón được bệnh nhân vì đi nhầm đường. May mắn là trong sự việc này, bệnh nhân đã được gia đình kịp thời đưa đến một bệnh viện ở gần đó. Việc xe cấp cứu đi lạc cũng đồng nghĩa với việc bệnh nhân được cấp cứu muộn, trong khi với họ thời gian thường được xem là vàng. Đáng tiếc là thực tế đã xảy ra không ít trường hợp xe cấp cứu 115 lạc đường để lại hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất là sự việc xảy ra vào hồi tháng 9 năm 2016 ở Nghệ An, xe cấp cứu đi lạc đường đã khiến một sản phụ tử vong.
Thưa quý vị, những ngày này, nhiều hộ dân ở khu vực phía nam của thành phố Hà Nội đang phải sống trong cảnh khổ sở vì mất nước sinh hoạt. Có hộ gia đình đã phải bỏ ra tới 4 triệu đồng tiền mua nước sinh hoạt chỉ trong hơn một tuần. Nhưng còn một hậu quả khác nữa mà tình trạng mất nước gây ra mà ít người ngờ tới, đó là sự gia tăng của dịch bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể, có những sự cố vỡ đường ống nước sông Đà thời gian qua đang được coi là một trong những nguyên nhân làm cho số người mắc sốt xuất huyết tại thủ đô tăng nhanh. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong tuần qua cả nước có thêm hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết mới, trong đó một ca tử vong ở An Giang. Tại Hà Nội, từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 đã ghi nhận hơn 900 ca mắc sốt xuất huyết. Các quận có ca mắc mới nhiều nhất vẫn là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy. Lý giải về những bất thường của dịch sốt xuất huyết tại thủ đô, Cục Y tế Dự phòng cho biết, do từ cuối năm 2016 đến nay, thời tiết nắng nóng bất thường nên nhiệt độ cao hơn mọi năm, nên muỗi có điều kiện phát triển. Đặc biệt do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, nhiều hộ dân đã phải sử dụng thùng chậu để dự trữ nước, nên đã tạo điều kiện cho bọ gậy lăng quăng phát triển thành muỗi gây bệnh. Như chúng tôi đã đưa tin về việc hai nữ sinh bị gán cho tội danh hiếp dâm nam thanh niên đến chết, ngày hôm nay nạn nhân của việc đã quyết định gửi đơn tố cáo các chủ tài khoản Facebook đã đăng tin không chính xác, khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Và trong chiều nay, nữ sinh bị vu khống đã trở về Bình Thuận để làm việc với cơ quan điều tra. Theo đó, nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an để điều tra huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về việc một tài khoản Facebook đã đăng tin không chính xác về cá nhân của cô. Toàn bộ hình ảnh về thông tin phát tán trên mạng xã hội đã được lưu chụp và chuyển đến cơ quan công an. Nữ sinh này cũng đã đề nghị luật sư Nguyễn Thạch Thảo tham gia bảo vệ quyền lợi của mình trong vụ việc. Trong chiều nay, Tuyết Hạnh và gia đình đã từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận để làm việc cùng với cơ quan công an huyện Tánh Linh. Với những chứng cứ và diễn biến vừa qua, luật sư Nguyễn Thạch Thảo cho rằng vụ việc có thể sẽ bị cơ quan công an khởi tố hình sự. Đối tượng tung tin có thể bị khởi tố với tội danh vu khống, khung hình phạt áp dụng có thể là từ 3 tháng đến 7 năm tù. Xin được thông tin thêm là Đại tá Nguyễn Văn Loan, trưởng công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, công an huyện Tánh Linh mời hai nữ sinh hiếp dâm một nam thanh niên dẫn đến tử vong đến làm việc là tin thất thiệt. Cơ quan công an đã chỉ đạo lực lượng an ninh vào cuộc điều tra để người tung tin. Trước đó, hơn một tháng tại địa phương này cũng có tin đồn thất thiệt về một cô gái treo cổ trong rừng Tánh Linh. Chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin về mạng xã hội. Vừa đặt mốc 2 tỷ người dùng trên toàn thế giới, Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất và hấp dẫn nhất trên hành tinh. Thế nhưng bên cạnh những ưu điểm không thể chối cãi, bản thân Facebook cũng có không ít lần khốn đốn với các vụ kiện vì lan truyền thông tin giả mạo. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số rắc rối pháp lý mà Facebook đã gặp phải trong suốt quá trình hoạt động của mình. Theo CNN, vào khoảng tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã đến thăm nơi ở của những người tị nạn, có tên là Anas Modamani ở thủ đô Berlin. Bức ảnh đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hiện diện trên trang nhất của báo chí nước này và được ca ngợi là hình ảnh hiếm có giữa lãnh đạo Đức và người tị nạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, hình ảnh này đã được sử dụng với mục đích bất chính, tung tin giả mạo. Cái tên Anas Modamani và chân dung của anh được cho là kẻ khủng bố ở Bruxelles, Bỉ. Các bài đăng liên quan đến thông tin giả này đã đạt đến 200.000 lượt chia sẻ. Sau đó, Modamani đã buộc phải gửi đơn lên tòa án Đức, yêu cầu Facebook ngăn chặn hình ảnh của mình đăng trên các tin bài giả mạo. Hay như vào đầu tháng 5 vừa qua, một tòa án của Áo đã yêu cầu mạng xã hội Facebook phải gỡ bỏ những bài viết có nội dung kích động, xuyên tạc trên cả nền tảng chứ không chỉ riêng ở nước này. Trước đó, những người thuộc đảng xanh của Áo đã đệ đơn lên tòa án của nước này kiện Facebook vì mạng xã hội để lan truyền những bài viết xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo của họ. Không chỉ có vậy, Facebook từng vướng vào rất nhiều vụ lùm xùm khác liên quan đến tin tức giả mạo, xuyên tạc như về cuộc bầu cử Mỹ và nhiều tin tức đời sống khác. Đối mặt với vấn đề này, Facebook chưa đưa ra được giải pháp nào cụ thể, mà chỉ lên tiếng rằng việc phân loại tin tức thật giả là hết sức phức tạp, bởi công ty lo ngại sẽ gây ra tình trạng thiên lệch nếu phải chặn một số trang nhất định. Thưa quý vị, câu chuyện liên quan tới việc nhạc sĩ Vinh Sử, người được mệnh danh là ông vua nhạc sến và danh hài Hoài Linh, những ngày này vẫn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Đó là bởi phát ngôn của nhạc sĩ tiền bối có phần động chạm tới nghệ sĩ Hoài Linh khi ông cho rằng Hoài Linh thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm, trong khi Linh ca cũng chỉ bình thường. Dù bản thân danh hài Hoài Linh vẫn giữ tâm thế bình thản và chỉ nhẹ nhàng ghi một câu trên trang cá nhân rằng thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng dòng.
thì không ít những tên tuổi nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã lên tiếng để bênh vực anh. Tuy nhiên, thực chất ý nghĩa và mục đích trong câu nói của nhạc sĩ Vinh Sử là gì? Phóng viên Trà Buổi Tối đã tìm gặp ông vua nhạc xến và nghe ông chia sẻ về điều này. Kính chào nhạc sĩ Vinh Sử. Có thể nói thông tin về việc nhạc sĩ Vinh Sử đã có phát ngôn nói nghệ sĩ Hoài Linh là không biết gì về Bolero là một trong những thông tin gây bão trong cộng đồng những ngày vừa qua. Vậy những ngày vừa qua thì nhạc sĩ Vinh Sử đã gặp phải những phiền hà như thế nào ạ? Cái chữ K đó là do ký giả viết, chứ tôi chỉ nói là đi lạc hướng, không có đúng đường. Người ta nói theo kiểu Nam Bộ là thành thật nó có sao nói vậy người ơi đó. Bây giờ tôi sửa cái lời, tôi kê là nó thành đụng chạm người khác rồi. Ví dụ như tôi nói Hoài Linh đi không đúng tiếng lạc đường, không ai trách tôi. Nếu Hoài Linh cấm thi những cái người mà thi hài này nọ kia đó thì số 1, thấy không? Nhưng mà đi chấm Bolero, khán thính giả nói rằng cả chấm hàng bài Bolero Hoài Linh nói giống nhau hết. Tôi chấm hàng đôi, nghe giọng ca này nó chịu khó chút là hay hơn đó, 10 điểm. Mà chê người ta mà cho 10 điểm, có lúc còn hứng 10 điểm, 12 điểm nữa. Ca sĩ thì đi chấm thi diễn viên, nghệ sĩ hài thì đi chấm thi ca sĩ hát. Rất nhiều những cái sự chéo ngoe nhưng mà lại đang tồn tại đầy rẫy trên sóng truyền hình. Và đặc biệt là những chương trình liên quan đến Bolero, dòng nhạc mà nhạc sĩ Vinh Sử theo đuổi. Cứ hết người này người kia thì nó thành cái lẩu thôi. Búa xua là đúng là cái lẩu chứ không phải là chương trình Bolero. Bởi vì cái đài truyền hình là cái đài của đất nước chứ đâu có cái đài của mấy người đâu. Muốn mời những người đó để câu khách, nhiều khách. Ví dụ mời con Phương Mỹ Chi để nó ca thôi chứ. Nhưng mà nhà đôi khi ta mở ra thấy mời nữa, chấm Bolero người ta hết rồi. Đứa trời con nhỏ này biết gì, thấy không? Nếu có lỗi là lỗi của người làm chương trình mời. Thành ra người ta chán nản hết chương trình này, đến chương trình nọ, chương trình khác. Nghe nhiều quá nó bị monoton. Vậy sau tất cả những gì những ngày vừa qua thì không biết nhạc sĩ Vinh Sử sẽ có mong muốn gì cho dòng nhạc này, cho các cuộc thi trên sóng truyền hình cũng như là game show nói chung trên truyền hình hiện nay ạ? Để nó muốn phản ảnh, để có những cái hệ thống chấm Bolero, thấy không? Nó tốt hơn, nó cao cấp hơn để cho khán thính giả người ta không chán nản. Chứ chương trình nào cũng thấy anh ta chấm điểm là nói hàng đôi thôi, ok được, nghe được thì đâu có gì mà khán giả học theo định gì. Họ đâu có phải là cái người mà cái máy đâu, cứ ngồi ngang như vậy vậy. Cuối cùng thì rất cảm ơn ông với buổi chia sẻ vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị, để nhiều thì khổ, để ít thì có hại. Khổ đây là khả năng nuôi dạy, điều kiện chăm sóc con cái, diện tích chỗ ở chật hẹp, nhưng để ít thì có hại cho đất nước vì thiếu lao động. Đó là lời của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và còn có rất là nhiều những quan điểm khác. Để có thể thấy rằng câu chuyện sinh đẻ dù là một chuyện riêng của mỗi nhà nhưng nó lại ảnh hưởng đến dân số của đất nước. Tỷ suất sinh ở một số thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có xu hướng thấp dần và dường như đó cũng là quy luật chung ở rất là nhiều thành phố, bởi vẫn có không ít gia đình giàu có hiện nay họ lại thích đẻ nhiều con, thậm chí còn rộ mốt nhà càng giàu đẻ càng nhiều con. Chuyện tối nay ngày hôm nay chúng tôi xin được trò chuyện về chủ đề này với sự tham gia của khách mời là nhà báo Thanh Hằng. Xin cảm ơn chị đã đến tham dự chương trình và chị có thể giới thiệu một chút về gia đình nhỏ của mình ạ? Tôi có một con trai đã lớn rồi ạ, ngày 29 tuổi. 29 tuổi ạ? Vâng. Một điều rất là bất ngờ bởi vì trông chị rất là trẻ. Vâng, chị sinh con là năm chị bao nhiêu tuổi ạ? Tôi sinh con vào năm tôi 24 tuổi. Dạ, năm 24 tuổi và con chị năm nay thì cũng đã 29 rồi. Và chị còn rất là trẻ trung và có một điều mà khiến tôi ngạc nhiên là ở lứa tuổi của chị có lẽ là thông thường cái giai đoạn đó người ta vẫn là đang có cái chương trình kế hoạch hóa gia đình đúng không ạ? Đúng. Hồi đó là mỗi gia đình chỉ có hai con. Vâng, nhưng mà thông thường cái lúc đó cái tâm lý mọi người lại muốn đẻ nhiều con hơn. Việc mà cái gia đình nào mà chỉ có một con là khá là hiếm. Vâng, hầu như là cái tư tưởng mà nhiều con thời bấy giờ thì vẫn còn nhiều người thích. Dạ. Mặc dù là cuộc sống lúc bấy giờ rất khó khăn. Vâng, tại sao chị lại quyết định có vẻ là hơi đi ngược dòng ạ?
Ngay sau khi sinh con xong thì tôi đã quyết định là chỉ đẻ một con thôi. Bởi vì là ngày bé ấy, thì tôi sống trong một cái gia đình mà rất là đông anh chị em. Và tôi chứng kiến được mẹ tôi rất là vất vả và lam lũ để nuôi được 7 anh chị em như chúng tôi ăn học. Thế và khi đó thì tôi đã nghĩ rằng mình không sinh nhiều con. Và khi có con thì tôi lại thấy rằng cái việc mà để người phụ nữ mang thai để xong sinh con này và nuôi con thì cũng rất là vất vả. Và nó làm một cái cú sốc. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến về cả thể chất lẫn tinh thần. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là chỉ nên có một con thôi. Vâng, nghĩa là chị cũng có một chút nào đó là để ý đến bề ngoài của mình đúng không? Nhan sắc của mình và muốn là giữ nó trẻ trung dài lâu như thế này. Tất nhiên là tôi cũng rất là nghĩ rằng là nếu như mình sinh con, nhiều con thì không những mình không chăm sóc được cho con một cách đầy đủ mà còn ảnh hưởng đến cả cái hình thức của mình. Với dạ, tôi vâng. Chị cũng là một người phụ nữ với suy nghĩ mà tôi cho rằng là rất là hiện đại. Và có một cái điều là ngày xưa thì giống như là người ta nói là đông con nhiều cháu như là có phúc vậy đó. Thế nên là rất là nhiều người sinh đông con. Còn cái lý do nữa là ngày xưa thì cái điều kiện khó khăn thành ra là nhiều người nói rằng là phải sinh con để nhỡ may có vấn đề gì với một trong những cái đứa con của mình thì mình vẫn còn những cái đứa khác. Chính vì vậy nếu mà sinh một con thì có bao giờ chị cảm thấy lo lắng về cái rủi ro nếu có? À, không, tôi không nghĩ như thế bởi vì tôi thấy rằng là y tế ngày càng tốt. Thì cái việc mà chăm sóc con mình chăm sóc chu đáo và cái sự phát triển của y tế và của khoa học thì nó sẽ giảm thiểu tối đa cái những cái rủi ro đó đi. Vâng, thấy quan điểm của chị cũng rất là rõ ràng và mạnh mẽ. Thế còn thêm một chút xíu thôi, tôi cũng hỏi hơi tế nhị. Thế thì có một cái áp lực nào đó từ phía gia đình nhà chồng không ạ? Cái quan điểm mà đông con nhiều cháu là rất là nhiều các cụ rất là thích. Tôi không bị những cái áp lực nào cả bởi vì tôi là một phụ nữ rất là độc lập. Hồi trước tôi cũng không chịu những áp lực nào bởi vì tôi cũng có một cái quan niệm ngay rằng là mình có con nhiều hay ít là nó cho một cái gia đình của mình và cho cuộc sống của mình. Thế nếu như mà mình không quan tâm chăm sóc nhiều thì con mình có thể yếu ớt hoặc là... Không, nhưng mà lúc đó chồng chị thì sao? Chị thì nghĩ thế, chồng chị sao? Không, rồi bố mẹ chồng. Lúc bây giờ bố của thằng nhỏ thì tôi cũng không có ý kiến gì. Dạ. Vì là chúng tôi cũng nhìn thấy rằng cái cuộc sống của khi đó cũng ra khá khó khăn. Thì nếu mà mình tập trung mà nuôi con tốt nhất ấy, thì mọi người đều nghĩ rằng là ít con khi đó thì để sẽ nuôi dạy con, chăm sóc về cả thể chất lẫn tinh thần cho trẻ con sẽ tốt hơn. Đó là quan niệm của chị Thanh Hằng. Thế nhưng mà trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay thì có một gia đình khác mà tôi cũng biết là rất đông con, đó là chính là gia đình anh Phan Anh. Không những là có hai bé mà gia đình anh Phan Anh thì có tận 3 đứa con cơ. Chắc hẳn là anh cũng là một người rất là yêu trẻ nhỏ, hay là từ đâu mà anh lại có một quyết định là sinh nhiều con đến như vậy? Tôi không quyết định một mình được. Tôi cũng quan niệm là như là chị Hà Hằng là làm sao chúng ta khi mà chúng ta sinh con ra ấy, mình phải có trách nhiệm để nuôi dạy con làm sao cho thật tốt. Và thực tế thì mình phải xét cái hoàn cảnh gia đình của mình xem là có phù hợp hay không. Chúng tôi đầu tiên là cũng dự định là chỉ có 2 cháu thôi. Và cháu thứ 3 thì mọi người hay nói đùa là vỡ kế hoạch đấy. Nhưng mà mình thấy rằng là lúc đó thì mình hoàn toàn là cảm thấy rằng là mình có thể chăm thêm một em nhỏ nữa. Và cái điều kiện rồi là cái thể trạng về sức khỏe này, điều kiện về tài chính này, rồi tâm lý, nó là một cái thời điểm nó tôi nghĩ là khá là phù hợp khi chúng tôi quyết định làm tiếp tục là mình có con thứ 3. Nhưng mà nhiều khi chúng tôi cũng ngồi nghĩ lại và nếu mà bảo ở một cái thời điểm khác thì chưa chắc là mình có cái quyết định như vậy, bởi vì là mình cũng thấy rằng là nuôi 3 đứa là rất là vất vả. Bởi vì là mình muốn lo cho con cái những cái điều kiện tốt nhất thì là mình phải nói thật là mình sẽ phải chia sẻ bớt rất là nhiều cái thời gian của chính mình đi để cho con cái. Anh có thể kể một số cái điểm cụ thể khác biệt giữa việc là nhà có 3 đứa con thì khác gì so với những cái gia đình khác mà anh biết có 1 đến 2 con chẳng hạn? Trời ơi, rất là dễ để nhìn ra nếu mà chúng ta ở thành phố đúng không ạ? Bây giờ là việc là ngay cái điều đơn giản nhất là cái việc chúng ta phải lo cái khoản chi phí để mà chăm lo nuôi dạy các con đi chẳng hạn, nó đã lên rất là nhiều lần rồi. Thực sự thì nếu mà mình nhìn lại cái gia đình của mình ấy, cái chi phí cho một con để học hành đi và tham gia những cái câu lạc bộ, những cái lớp kỹ năng sống chẳng hạn, thì tôi thấy rằng là nó còn cao hơn có khi là phải gấp đôi, gấp 3 lần cái mức lương cơ bản của cái người mà khi người ta mới ra trường, người ta đi làm việc.
đấy không phải là một cái mà có nhiều gia đình có thể lo được. Rồi đấy là cái chi phí là nhìn thấy ngay nhé. Rồi cái tiếp theo là rõ ràng là bây giờ bạn có ba đứa nhỏ thì bạn sẽ phải để ý nhiều hơn. Ví dụ như là bây giờ nếu chỉ có một em nhỏ về nhà thôi thì mình có thể quan tâm là hỏi han là ngày hôm nay con đến trường như thế nào, có điều gì vui có thể kể cho bố mẹ nghe. Nhưng bạn sẽ phải nhân lên cái thời gian đó làm ba lần để làm sao mà có thể lắng nghe hết con cái của mình chẳng hạn. Đó, như vậy là cái thời gian nó sẽ càng ngày nó sẽ càng bị ít đi, và rõ ràng là cái thời gian để cho mình cũng ít và thời gian để chăm sóc cho thêm cho các con cũng rất là ít. Nghe những cái chia sẻ của anh Phan Anh thì có thể thấy là gia đình càng đông con thì có nhiều mối lo nhưng mà cũng có thể tạm gọi là nhiều niềm vui, đúng không anh? Thì đúng là nhiều niềm vâng, vui. Vâng, không biết chị Thanh Hằng thì sao ạ? Lý do nào khiến chị nghĩ rằng việc sinh con, sinh một con là một lựa chọn đúng đắn ạ? Tôi chưa bao giờ hối hận về việc đấy cả, bởi vì là tôi thấy là con tôi được từ bé đến lớn nó được cái sự chăm sóc đầy đủ và trọn vẹn. Thế và bản thân tôi thì tôi cũng thấy rằng mình được có thời gian để rảnh rang. Ví dụ như người ta có hai con hoặc ba con chẳng hạn, thì khi đứa con đầu trưởng thành rồi thì người ta bắt đầu phải quay trở lại để chăm sóc đứa thứ hai hoặc đứa thứ ba. Thế và đến lúc mà đứa thứ hai, thứ ba nó trưởng thành tiếp ý, thì người ta sẽ phải quay trở lại đến có khi phải chăm sóc cháu và không còn thời gian nào dành cho mình. Nhưng mà tôi ngược lại thì khi mà con tôi đã trưởng thành rồi thì tôi đã khoảng chục năm nay là tôi có thời gian rảnh rang. Và hầu như tôi không phải lo lắng gì cả. Có thể xách ba lô đi bất cứ lúc nào. Cũng phải xin phép chị một cái điều là thực ra là tôi cũng có nảy ra ở trong đầu thôi. Là dường như là chị này chị cũng đang dành thời gian cho chính bản thân mình nhiều quá. Bởi vì là quan điểm... có thể là có một con để nuôi dạy cho tốt, nhưng mà giả sử nếu mà chị có thể có điều kiện để chăm thêm một cháu nữa thì hay sao thì sao. Rồi là nếu mà chúng ta cứ nghĩ ví dụ như về dân số đi chẳng hạn, hiện nay là cái tình trạng mà cái tỷ lệ sinh đang giảm, và trong mỗi gia đình thì nó có thể không vấn đề gì, nhưng mà nhìn chung toàn diện của xã hội thì nó lại có vấn đề, nó làm suy giảm cái chất lượng dân số, và nó ảnh hưởng đến cái khả năng lao động, và thực ra nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của một quốc gia nữa. Tôi đồng ý là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ cấu dân số vàng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có một con là được. Ví dụ chỉ có nên khuyến khích những người mà không đẻ đứa con nào chẳng hạn. Bởi vì trong Sài Gòn thì có rất là nhiều người ta không đẻ. Thì cái điều đó thì những người đấy mới cần phải động viên khuyến khích. Chứ tôi nghĩ một con là đủ. Nhưng mà với chị chẳng hạn, thế nếu mà có điều kiện hơn thì sao? Sẵn sàng thêm một... Không. Tôi nghĩ rằng nếu có điều kiện hơn, tôi nghĩ rằng có một đứa con là đủ về cả con lại thời gian hoặc là vật chất thì tôi có thể dành cho cuộc sống của mình chứ. Tại sao lại không nghĩ đến bản thân mình? Nói thật là thì cái này thì cũng là quan điểm của riêng mỗi người. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nói làm sao ấy, mình cũng phải phù hợp với cái tinh thần chung. Bởi vì là mỗi công dân chúng ta sinh ra sống trong một đất nước là đều phải có trách nhiệm chung với cả xã hội, với đất nước của mình. Thế tôi hỏi chị là xung quanh chị bạn bè ấy, có nhiều người mà quyết định không sinh con không ạ? Ở cái thời của chị, lứa của chị? Không, rất là hiếm. Và cái lứa của tôi thì có lẽ là hai con là chủ yếu. Bởi vì nếu mà ba con là lúc còn bị phạt. Dạ vâng. Có những người đẻ con đã bị đặt tên là Hoàng Đình Sao chẳng hạn, tức là vì anh ấy đẻ con thì bị mất một sao chẳng hạn. Vâng. Trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì xin phép ngắt lời hai anh chị một chút, bởi vì tôi biết một cái thông tin bên ngoài như thế này. Đó là ngày hôm nay thì như chúng ta đã biết là ngày 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới rồi. Và nhưng mà tôi còn được biết là nhân sự kiện này thì năm nay Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc đã mời 6 nghệ sĩ nổi tiếng làm đại sứ hình ảnh, trong đó có anh Phan Anh đây, và đại sứ hình ảnh cho tất cả các hoạt động truyền thông. Anh Phan Anh có thể cho tôi biết rằng là khi quyết định lựa chọn anh làm đại sứ cho tất cả các hoạt động truyền thông thì UNFPA họ đã đưa ra lý do gì ạ? Liệu có phải là vì việc gia đình anh có rất là đông con hay không? Tôi nghĩ là ba thì gọi là số nhiều, chứ còn gọi là rất là đông con thì cũng không phải. Và ít nhất là nhiều hơn gia đình tôi và gia đình chị. Vâng, nhưng mà vẫn gọi là phù hợp. Nhưng mà tôi thì không nghĩ là về cái lý do đó, mà họ có thể là họ thấy ở mình một cái đầu tiên khi mà họ mời á, thì tôi nghĩ rằng là một cái hình ảnh mà phù hợp theo những tiêu chí của họ. Là tiêu chí nào thì tôi không có dám chắc, nhưng tôi nghĩ là ở bản thân mình chẳng hạn thì mình cũng đã cố gắng để cho mọi người thấy được rằng là mình cũng là một ông bố, một công dân, một người chồng, nói chung là có trách nhiệm với xã hội, với gia đình của mình. Và mình luôn luôn là cố gắng làm những cái điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình và cho cả những người xung quanh nữa. Thì có thể đó cũng là lý do mà tổ chức
gọi là Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc có cái lời mời tôi làm đại sứ cho tất cả các hoạt động truyền thông trong năm nay. Và tôi thì chỉ có một cam kết đúng giống như là cái mục tiêu của họ đề ra đây, đó là thúc đẩy thực hiện cái quyền cho phụ nữ, trẻ em và nam giới làm sao được có một cái sức khỏe thật tốt và một cuộc sống thật tốt. Đấy là cái tinh thần chung của tất cả mọi người với cái chương trình của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc. Và tôi thấy là có vẻ là họ cũng lựa chọn đúng, đúng không ạ? Khi mà cả khách mời hay Đan Lê khi mà tôi nói về gia đình thì đều dành cho tôi những cái nhìn rất là thiện cảm. Và có vậy là sự lựa chọn này có lẽ cũng là một cái sự khởi đầu phù hợp. Và tôi mong rằng là mình sẽ có nhiều cơ hội để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Xin được cảm ơn chị Thanh Hằng ngày hôm nay đã đến đây để cùng chúng tôi trò chuyện với một cái chủ đề tôi nghĩ là rất là thú vị. Và quý vị thân mến, nhiều con hay chỉ có một con có lẽ không quan trọng bằng những điều kiện chăm sóc, giáo dục mà chúng ta mang lại cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhắc lại rằng chuyện sinh đẻ không chỉ là của riêng các gia đình mà nó còn liên quan đến tương lai của đất nước. Vì thế mà ngành dân số đã đưa ra lời khuyên là mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nếu có điều kiện thì nên có hai con. Và đó có thể coi một phần là quyền lợi và trách nhiệm công dân của chúng ta. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.